Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 4 Tây của tháng 12 của năm 2023, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới gần 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được trực tiếp gửi tới quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Và tại thành phố Dallas thì chương trình được trực tiếp gửi tới quý vị qua đài truyền hình của Viettv 22.2 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng cũng là Viet Radio 1560 AM. Chương trình được xuất hiện trên Viettv Online giống như là Viettv Facebook, trên những cái app giống như Uno IPTV hoặc là Amazon Alexa. Và chương trình được chiếu lại vào Viettv đài truyền hình 2036. Cho dù là TV hoặc là radio hoặc là online, số điện thoại để cho quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là dichuacong@luatsutuan.com. Đó là dichuacong@luatsutuan.com. Thưa quý vị, mình đang theo dõi một cái sự phát triển lớn trên Quốc hội. Thì tuần vừa rồi Tuấn có đề cập qua và Tuấn nghĩ là trong thời gian ngắn ngủi nó sẽ xảy ra. Okay. Tất cả cái vấn đề mà liên quan tới chính trị nó rất là khó để nói. Khi mà chúng ta trong cái quá khứ có cái sự đề nghị thay đổi hoàn toàn lại cái mặt luật di trú và nhập tịch thì lúc đó nó khó mà mình nghĩ nó xảy ra, nhưng mà thật sự cái cơ hội nó xảy ra nó rất là thấp sau khi mình ngó lại. Nhưng mà suốt cả cái năm nay và có thể năm tới mình nghĩ cái vấn đề thay đổi trên mặt luật di trú nó không có gì xảy ra nhiều đâu, tại vì chúng ta đi vào trong cái mùa mà sắp sửa bầu cử lớn của năm 2024 và cái thời điểm này cái chính trị nó khó lắm, nó khó nhất về vấn đề di trú. Nhưng mà nhiều khi trong cái hoàn cảnh, cái tình trạng thì nó có thể đưa tới cái sự thay đổi về cái mặt luật mà nó lại liên quan tới, có thể liên quan tới vấn đề di trú. Thì chúng ta lại trong cái thời điểm này, đây mình nói là cái vấn đề gì? Là mình nói cái vấn đề viện trợ, cái aid package cho cái quốc gia, viện trợ cho dù là kinh tế, cho dù là kinh tế hoặc tài chính hoặc là quân sự hoặc là nhân đạo cho cái vấn đề chiến tranh ở bên Ukraine, bây giờ chiến tranh ở bên Do Thái với Hamas. Và cái vấn đề hai cái đó nó rất là quan trọng để cho có một cái ngân sách để cho ủng hộ cho viện trợ của hai cái quốc gia này. Thì cả hai bên đảng, cho dù là Cộng Hòa hoặc là Dân Chủ, sẵn sàng ủng hộ cái sự viện trợ đó. Nhưng mà nó có, nhất là Do Thái, nhưng mà nó có cái sự điều kiện nữa, là bây giờ người ta đưa thêm một cái điều kiện nữa, là cái vấn đề bảo vệ nước Hoa Kỳ, nam biên giới của nước Hoa Kỳ. Thì nó lại liên quan tới vấn đề di trú của nước Hoa Kỳ nữa. Thì bây giờ chúng ta coi lại cái aid package, cái viện trợ mà Tổng thống Joseph Biden đã đưa ra vào tháng 10. Nó tổng cộng tới gần 106 tỷ lực, trong đó gần 62 tỷ cho Ukraine, hơn 14 tỷ cho Do Thái, hơn 500 tỷ cho cái khu vực năm châu Á, nhất là Đài Loan. Và trong đó gần 14 tỷ cho cái vấn đề bảo vệ biên giới Nam Hoa Kỳ. Wow. Thì những cái sự đề nghị đó, những cái ngân sách đó để giúp viện trợ cho những cái quốc gia đó thì nó cần để tiếp tục cho những cái quốc gia làm việc. Nhưng mà tới tháng 11 vừa qua thì chúng ta
không có thông qua được tại vì quốc hội lại sắp đăng rồi bây giờ gia hạn tới cho tới giữa tháng 1 cho tới đầu tháng 2. Thì trong cái thời điểm này thì chúng ta bắt đầu thấy là cả hai bên đang muốn thông cái viện trợ này cho nhất là Do Thái, nhì là Ukraine. Nhưng mà với cái điều kiện là phải có cái gì thay đổi về để bảo vệ cái biên giới của nước Hoa Kỳ, chứ không nhất thiết là 13.6 tỷ cho cái vấn đề di trú không thôi. Thì 13.6 tỷ đó liên quan tới cái vấn đề gì? Liên quan tới cái vấn đề hiện tại bây giờ là mướn thêm 1.000 nhân viên, 1.000 nhân viên về hải quan này, thêm 1.300 nhân viên để bảo vệ biên giới Hoa Kỳ này, thêm 300 nhân viên để làm những cái thủ tục tại những cái trung tâm giải quyết cho người ta, thêm 1.600 nhân viên để giải quyết tị nạn chính trị, 30 nhân viên của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch để giải quyết những cái quyền lợi giống như thẻ đi làm, và hơn 1.470 luật sư và nhân viên để giúp tài trợ cho hơn 375 chánh án di trú. Và cái vấn đề mà thêm chánh án và thêm luật sư di trú, tại vì chúng ta có hơn 2.500.000 hồ sơ trục xuất mà người ta không kịp giải quyết cho những cái người mà xin tị nạn chính trị hoặc là trong cái tình trạng trục xuất. Thì đó là cái sự đề nghị của ban điều hành Joseph Biden đưa ra, tổng thống Joseph Biden đưa ra. Nhưng bây giờ tới cái mức độ là bây giờ người ta muốn thêm cái gì? Thêm là những cái gì mình đã thấy trong cái quá khứ vừa qua. Đó. Cái quá khứ vừa qua là cái gì? Là những cái chương trình của dưới cựu tổng thống Donald Trump. Và một cái dự luật thôi mà đã thông qua bên Hạ viện vào năm nay. Đó là cái dự luật gì? Là cái dự luật HR2, là cái Secure Border Act của năm 2023, là bảo vệ biên giới của Nam Hoa Kỳ vào năm 2023. Thì đây là cái dự luật, nghĩa là nó đã chỉ có thông qua bên Hạ viện thôi, nó không có thông được bên Thượng nghị viện và nó chưa có trở thành cái đạo luật. Thì cái dự luật này là những cái gì, nó symbolic, là một cái dấu hiệu mà cái bên gọi là bên muốn bảo vệ cái nước Hoa Kỳ. Thì trong cái dự luật này là cái vấn đề thay đổi hoàn toàn về cái hệ thống di trú vào nước Hoa Kỳ, liên quan chính là cái vấn đề biên giới và thi hành mặt luật di trú thôi. Đầu tiên, cái dự luật này tiếp tục cái gì mà trước đây cựu tổng thống Donald Trump đã làm, đó là tiếp tục xây những cái hàng rào và những cái biên giới của Nam Hoa Kỳ. Wow, thì mới đây tổng thống Joseph Biden đã tiếp tục cái vấn đề hàng rào của Nam biên giới rồi. Cái thứ nhì, thay đổi lại cái hệ thống xin tị nạn chính trị vào nước Hoa Kỳ, rồi thay đổi lại những cái chương trình cho những trẻ em vào nước Hoa Kỳ và hạn chế cái quyền hành dưới ban điều hành tổng thống, và một phần nữa là phạt những cái người ở đây bất hợp pháp và yêu cầu tất cả cơ sở sử dụng cái chương trình E-Verify là xác định người ta có quyền làm ở đây hay không. Thì đây là 5 hoặc là 6 phần chính của cái dự luật HR2. Nhưng mà nhớ, cái dự luật này nó không phải là cái đạo luật, nó không phải là cái luật. Đây là một cái dự luật đã thông qua bên Hạ viện, không có thể thông qua bên Thượng nghị viện được, mà cũng không có thể ký hiện tại bây giờ ký với Tổng thống Joseph Biden. Nhưng mà chúng ta bắt đầu thấy những cái element, những cái điểm trong cái dự luật này bắt đầu đi vào cái thương lượng liên quan tới 106 tỷ mà cần viện trợ cho Ukraine và Do Thái. Đó. Thì hai cái chính mà bây giờ hai bên đang thương lượng cho tới ngày hôm nay luôn, là cái chính đầu tiên là thay đổi cái hệ thống xin tị nạn chính trị vào nước Hoa Kỳ. Đó. Trước đây chúng ta đã có cái sự thay đổi về tị nạn chính trị rồi, thì cái đó là trên cái luật vào năm 1997. Bây giờ người ta muốn thay đổi thêm là từ cái tư chuẩn credible fear cho tới most likely or not, là có thể bị đàn áp.
nghĩa là tiêu chuẩn cứu xét cao cấp hơn nếu người ta bị đàn áp khi người ta trở về quốc gia của người ta. Và cái thứ nhì là hạn chế lại cái quyền của ban điều hành của tổng thống để cho người ta tạm thời vào đây nhân đạo. Giả sử hiện tại bây giờ đi là chúng ta đang có cái chương trình tạm thời nhân đạo cho những cái người nào tới biên giới của nước Hoa Kỳ từ Ukraine hoặc là Afghanistan. Đó là hai quốc gia đang trong thời điểm chiến tranh. Nhưng mà với cái sự thương lượng bây giờ, người ta muốn hạn chế lại từng một hồ sơ, chứ không phải nhất thiết là tất cả những cái người nào từ quốc gia đó. Và hạn chế cái quyền người ta tạm thời đây không phải 2 năm, mà chỉ là cho 1 năm thôi. Đó. Và thay đổi cái hệ thống tị nạn chính trị không nhất thiết là thay đổi cái tiêu chuẩn cứu xét, mà đưa lại những cái chương trình trước đây mà tòa tối cao pháp viện không có cho thông qua. Giả sử giống như là cái chương trình tạm thời phải ở bên quốc gia mẹ Tây Cơ nếu người ta muốn xin tị nạn chính trị vào đây, hoặc là nếu người ta đã chạy qua cái quốc gia thứ ba mà muốn xin tị nạn chính trị vào nước Hoa Kỳ thì lại không được. Thì tất cả những cái này trước đây tòa tối cao pháp viện hoặc là tòa liên bang đã không cho tiến hành, nhưng mà cái đó có thể cứu xét lại khác nếu mà đây đưa vào cái đạo luật chứ không phải là một cái chương trình dưới cái quyết định hành pháp, cho dù là quyết định hành pháp của cựu tổng thống Trump hoặc là tổng thống hiện tại Joseph Biden. Cho nên khi những cái chi tiết, những cái gì mà đưa vào cái đạo luật mà thông qua quốc hội, cái phần trăm cao là tòa tối cao pháp viện sẽ chấp nhận cho thi hành, soi sánh nếu mà một cái chương trình với cái sự đạo thạo hoặc là quyền hành dưới ban điều hành. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Vừa rồi Tuấn đang nói là cái vấn đề là hai bên đang thương lượng về cái vấn đề ngân sách hoặc là viện trợ cho Ukraine và cho Do Thái. Thì trong cái sự thương lượng này thì người ta muốn trao đổi cái sự thay đổi về cái hệ thống tị nạn chính trị ở Nam biên giới của nước Hoa Kỳ luôn. Đó, thì ngó lại, cho dù cái này nó không ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta nhiều, nhưng mà mình đừng có quên rằng là bây giờ mình bắt đầu mình thấy người Việt Nam xin tị nạn chính trị ở Nam biên giới nước Hoa Kỳ ở bên Mẹ Tây Cơ. Và đừng có quên rằng trước đây đa số chúng ta là người tị nạn, cho dù là tị nạn chính trị trước đây. Đây là một cái sự phát triển mà Tuấn nghĩ nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Và đừng có ngạc nhiên là cái phát triển này nó sẽ thông qua trở thành một cái đạo luật, gọi là cái Appropriation Bill trong cái tình trạng này. Khi có những cái tin tức gì thêm thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Số điện thoại cho Tuấn mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là dichuacong@luatsutuan.com. Đó là dichuacong@luatsutuan.com. Tuấn có một số câu hỏi mà Tuấn chưa có cơ hội trả lời hết cho quý vị trong những cái chương trình trước. Thì Tuấn sẽ bắt đầu những cái câu hỏi của quý vị trong cái email của Tuấn. Nhưng mà trước nhất cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2023. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 12 năm 2023, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ Sở Di trú, đã chuyển tới Trung tâm Visa và hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng
năm 2010, diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 12 năm 2023. Số điện thoại để cho quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichuacongluotsutuan.com. Đó là yichuacongluotsutuan.com. Đây là cái câu hỏi đầu tiên của một quý vị mà đang làm hồ sơ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, diện F2B. Đây là người cha hoặc người mẹ làm hồ sơ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi. Ngày hồ sơ là ngày 29 tháng 12 của năm 2017, là cách đây gần 6 năm rồi. Sở di trú chấp thuận vào ngày 30 tháng 8 của năm 2019. Và nay ông ta hoặc cô ta mới có quốc tịch, thì ông ta muốn hiểu rằng là cái diện nào đi nhanh hơn, diện 2B hay là bổ sung lên trợ ưu tiên 1, thì nó, cái nào nhanh hơn, 2B hoặc là ưu tiên 1. Well, thì nếu mà chú thấy cái visa bulletin, chú thấy rằng cái diện F2B nó đi nhanh hơn diện ưu tiên 1. F2B nó đang đáo hạn cho những cái hồ sơ nào, nghĩa là đang có quyền phỏng vấn cho những cái hồ sơ nào trước ngày 22 tháng 9 của năm 2015. Còn F1 là những cái hồ sơ nào trước ngày 1 tháng 1 của năm 2015. Nó hơi ngược tí là thẻ xanh phỏng vấn nhanh hơn là diện quốc tịch. Và cái này nếu mà quý vị thấy và hiểu rõ là lý do tại sao. Lý do là như thế này. Là trước đây nếu mà quý vị đang làm cái hồ sơ 2B rồi quý vị có quốc tịch, bắt buộc nó phải chuyển lên ưu tiên 1. Nhưng mà sau năm 2000 thì người ta đưa ra cái đạo, sau năm 2001 người ta đưa ra cái đạo luật CISPA, thì mình mới có quyền lựa chọn lại cái ưu tiên F2B. Cho nên bây giờ mình có quyền lựa chọn lại cái F2B cho dù mình giữ cái quốc tịch Mỹ. Và một phần nữa mà quý vị sẽ thấy lý do tại sao ưu tiên 1 nó đi chậm hơn ưu tiên 2B là chúng ta có rất là nhiều hồ sơ F3. F3 là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Và khi trong có hoàn cảnh hôn nhân nó thay đổi, giả sử người ta ly dị, đứa con ly dị, hoặc là người dâu hoặc người dẻ bị mất, thì nó automatically là tự động chuyển lên ưu tiên 1. Cho nên quý vị thấy quốc tịch chuyển lên ưu tiên 1, thay đổi cái tình trạng hôn nhân chuyển lên ưu tiên 1. Và đây là lý do tại sao ưu tiên 1, cái ngày đáo hạn nó chậm hơn là ưu tiên 2B. Và nên xin opt out ưu tiên 1, lấy lại cái ưu tiên 2B. Số điện thoại cho khi gọi vào là số toll free 844-898-858-7000. Đó là 844-858-7000. Bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là anh Quang ở Dallas. Xin mời anh Quang lên tiếng đi ạ. Cái F2A chồng bảo lãnh vợ nó mới đến tầm được khoảng 3 tháng nay, thì không biết là nó sẽ có phát triển không ạ? Tại vì theo cháu thấy thì những cái dự án khác thì nó đến đã 2 năm rồi. Bây giờ mình nói tình trạng của Quang đi. Quang đang làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ và con phải không? Dạ đúng rồi. Hồ sơ từ hồi nào vậy Quang? Dạ từ tháng 7 năm 2019. Một bộ hay là hai bộ cho mẹ con? Dạ một bộ ạ. Rồi chưa có quốc tịch hay qua? Dạ đúng rồi, chưa có quốc tịch là được đi. Ok. Tuấn, và nếu mà thi quốc tịch có khả năng thi quốc tịch không? Thi đậu dạ, quốc tịch không? Có khả năng anh Văn thi đậu quốc tịch dạ, không Quang? Dạ cũng có khả năng ạ. Ok, Tuấn tạm thấy là cái câu hỏi của Quang rồi, nhưng mà cho Tuấn một tí thì giờ để Tuấn trả lời cho Quang ha. Ok, okay, cảm ơn Quang. Quang cúp đi để cho mình khỏi bị hú, để mình nghe mình trả lời cho Quang. Đây là cái vấn đề trở ngại mà nó khó để cho mình cố vấn cho người ta. Nó khó, nó rất là khó.
Và nếu mà người ta hiểu về cái hệ thống mà mình đang nói chuyện, cái hệ thống di trú này, thì người ta sẽ thấy cái lý do tại sao Tuấn nói khó. Okay. À, đầu tiên là nếu mình là thẻ xanh, mình bảo lãnh cho vợ con, thì mình chỉ cần một bộ hồ sơ thôi. Còn nếu mình vào quốc tịch đó, thì mình bắt buộc phải có một bộ hồ sơ cho mỗi cá nhân người. Cho nên nếu mà Quang đã hoàn tất cái hồ sơ cho vợ rồi và con rồi mà chỉ có làm một bộ thôi, mà cái hồ sơ này cái thứ tự của Quang là tháng 7 của năm 2019, thì Quang đặt cái câu hỏi là có nên vào quốc tịch hay không, hay là chờ, hay là chờ để cho vợ và con đi cùng một lúc qua đây vào ưu tiên F2A. Thì cái đó mình không có biết cố vấn làm sao, tại vì mình không có biết được là cái F2A nó sẽ di chuyển bao nhiêu được, nó di chuyển bao nhiêu được. Một cái indication, một cái dấu hiệu mà mình thấy đó là cái phần B của F2A nó vẫn đứng vào năm 2023, nghĩa là Tuấn nghĩ nó sẽ move, nghĩa là nó sẽ phát triển. Nhưng mà phát triển bao nhiêu của Quang thì Tuấn nghĩ nó còn khoảng 5 tháng. Và nếu mà 5 tháng, nếu mà Tuấn nghĩ soi sánh với khoảng 6 tháng cho tới 1 năm thì có thể là tới hồ sơ của Quang. Còn nếu mà Quang vào quốc tịch bây giờ nó chỉ có 3-4 tháng thôi, thì đứa con là phải có hồ sơ riêng. Hồ sơ riêng trong cái thời điểm này thì làm lại từ đầu tốn kém nhiều hơn một tí. Cái thời gian của nó cũng khoảng 18 cho tới 20 tháng. Đó. Cho nên nếu mình soi sánh chờ thêm khoảng 1 năm, cho tới cái soi sánh chờ thêm khoảng 1 năm rưỡi tới 2 năm mình lựa chọn cái nào, thì trong cái tình trạng này Tuấn nghĩ là nên lựa chọn cái chờ cái ưu tiên 2A. Còn nó nhảy lên bao nhiêu được, nó khó nói lắm. Nó khó nói tại mình không biết là mình có bao nhiêu hồ sơ trước cháu. Okay. Và mình không biết là cái sự dồn động của cái hồ sơ đó là bao nhiêu, và một tháng nó giải quyết được bao nhiêu. Tại vì cái ưu tiên phỏng vấn đầu vẫn là quốc tịch Hoa Kỳ cho con, hoặc là cho cha mẹ, hoặc là cho vợ chồng. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và tới đây kết thúc phần đầu của chương trình. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày nay.